Thì chúng ta tiếp tục học về kinh Pháp Hoa. Thì bữa trước thầy đã giảng hết cái phẩm tựa, nhưng mà quý vị đó, nên phân biệt giữa cái bổn môn và cái tích môn đó. Thì cái phần mà phẩm tựa đó thì chung cho cả bổn và tích. Nhưng mà từ mở đầu tôi nghe như vậy cho đến hết cái mà nói kinh Vô Lượng Nghĩa, cái phần này đó là phần mở của tích môn. Nhưng mà từ cái câu ấy, mà nhập Vô Lượng Nghĩa xứ tam muội, thân tâm bất động, thì bây giờ đã bắt đầu đi vào bổn môn. Và kết thúc cái phần tựa của bổn môn là hết cái phẩm tựa thứ nhất. Thì ở chỗ này đấy, chúng ta phân biệt giữa cái bổn môn và tích môn nó khác nhau. Có nghĩa là những cái gì mà Đức Phật nói ra và ta nghe bằng ngôn ngữ thì đây gọi là tích. Còn những cái gì mà Đức Phật không nói, hay là Đức Phật nói bằng tâm, hay là Đức Phật nói trong thiền định, thì đó nó thuộc về bổn. Cho nên bổn môn nó quan trọng hơn tích môn là nằm ở chỗ đó. Bây giờ những cái gì mà Thầy nói, các Phật tử nghe, thì ở đây nó thuộc về tích. Nhưng mà tích môn á, thì nó có giá trị ở trong một cái thời kỳ nào đó và ở trong một chỗ nào đó. Nhưng mà bổn môn thì nó lại có một cái giá trị tuyệt đối, siêu thời gian và không gian. Thì lúc bây giờ nó chỉ có một cái căn lành của người nghe và cái tâm chân như của Đức Phật, hai cái này tác động qua lại mà chúng ta hiểu được đạo đó. Đó là phần bổn môn. Cho nên cái phần bổn môn mà của kinh Pháp Hoa mở đầu đó, thì đây chúng ta coi như là cái mở đầu của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta học. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy, thì nó gồm có Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm và Trung Phương Quảng A Nghiêm và Tiểu Phương Quảng A Nghiêm. Thì cái phần mà chúng ta có được kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng ngày nay đó, phần này là phần tiểu bộ Hoa Nghiêm. Tức là nó có 100.000 bài kệ. Cái phần kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng đó, 100.000 bài kệ, thì cái này nó thuộc về tiểu Hoa Nghiêm. Còn cái đại Hoa Nghiêm thì cái trường hợp này là chúng ta không đọc được và không hiểu được. Thì cái tiểu Hoa Nghiêm này nó bảo rằng Bồ Tát Long Thọ cái khi nhập định thì Ngài mới nghe được và Ngài chép lại cho chúng ta đọc. Thì bây giờ trong cái Đại Hoa Nghiêm này nó tóm lược trở lại đó, nó nằm ở trong cái phần phẩm tựa của kinh Pháp Hoa, tức là cái phần bổn môn kinh Pháp Hoa.
Có nghĩa là từ khi Đức Phật vào định cho đến khi mà Đức Phật xả định. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh nói trong thiền định. Cho nên ở mở đầu của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng lại nhập định. Nhập định tức là nói cái việc mà Đức Phật đã tu chứng được. Cho nên khi mà kết thúc cái phẩm tựa rồi nữa, thì quý vị thấy có một câu: Đức Phật từ chánh định an tường mà dạy, phải không? Tức là từ trong cái chánh định an tường mà dạy, tức là từ ở trong Pháp Hoa Tam Muội mà trở lại cuộc đời thường. Có nghĩa là từ trong cái hội Hoa Nghiêm mà Đức Phật trở lại đời thường để mà thuyết pháp giáo hóa chúng sanh trong suốt 49 năm. Đó là chúng ta hiểu cái ý nghĩa giữa bổn và tích nó khác nhau. Thì bây giờ đó, khi mà trở lại đời thường thì chỗ này nó khác thế nào? Thành ở trong định á, thì lúc bây giờ đó chỉ có Bồ Tát Di Lặc nói chuyện với Bồ Tát Quan Thù. Nhưng bây giờ trở lại tích môn, tức là trở lại đời thường á, thì Đức Phật nói cho tất cả các thầy tỳ kheo nghe. Và đứng đầu đây là Ngài Xá Lợi Phất. Thì chúng ta hiểu như vậy. Tức là tích môn là nói cho con người, nói cho con người nghe. Thành bây giờ phần chính chúng ta học, học được là học cái phần tích. Còn cái phần bổn thì cái trường hợp này do tu chứng thì chúng ta mới biết được. Cho nên cái khi mà ở trong định trở lại đời thường thì Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là cái trí tuệ của Đức Như Lai này là khó hiểu, khó vào. Tức là khó đạt được cái này nữa. Thì bây giờ trở lại đời thường á, thì bây giờ chúng ta mới thấy rõ thế này nè. Ở trong đời thường của con người á, thì nó có người thông minh và nó có người chậm hiểu. Tại vì người mà thông minh á, thì người ta học ít mà người ta biết nhiều. Thậm chí người ta không học ta cũng biết nữa. Cái này gọi là cái trí tự nhiên, cái trí vô sư. Đó là cái trường hợp. Còn có những người chậm hiểu á, thì học cả đời cũng không hiểu nữa. Cho nên ta chia ra làm ba hạng. Cái hạng mà không học mà hiểu là thánh. Còn cái học, học mà hiểu được á, ta gọi là hiền. Còn học cũng không hiểu đó thì ta gọi là ngu. Tức là ở trong đời này có ba hạng người, tức là thánh, hiền và ngu, ba hạng. Thành hạng ngu thì trường hợp này có học cũng không hiểu. Còn cái hiền á, thì nhờ nương theo cái người trước mà chúng ta phát huy cái năng lực chúng ta lên, gọi đó là hiền. Còn thánh á, thì sanh ra đời để tự mình biết thôi. Thành ra đây nó thuộc về vô sư trí. Cho nên các bậc thánh hay là như Phật thì cái trường hợp đó nó đối cảnh mà sanh tâm. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nhìn thấy cái xã hội, nhìn thấy thiên nhiên, rồi nhìn thấy con người, thì Đức Phật biết rõ cái này. Gọi là ở trong trời đất thì nó biến chuyển như vậy, trong xã hội nó thì nó thay đổi như vậy, còn con người nó không phải thay đổi cái này theo. Cho nên không có một cái gì mà không thay đổi. Đây là cái thấy của Đức Phật. Tất cả sự vật đều thay đổi, cho nên đây gọi là vô thường. Đầu tiên là chúng ta học được cái nghĩa vô thường ở trong đạo Phật. Trời đất cũng thay đổi, xã hội cũng thay đổi, con người cũng thay đổi nhé. Không có một cái gì cố định. Thế nên người Phật tử chúng ta học Phật á, là phải học được cái nghĩa này trước nhé. Cho nên cái khi mà nó thay đổi thì chúng ta phải thấy cái thay đổi. Vì vậy đó mà không nên chấp chặt vào một cái nào đó thì chúng ta sẽ khổ với cái chấp của chúng ta. Nên nó thay đổi thì chúng ta biết nó thay đổi. Vì vậy đó mà tất cả các hàng thanh văn
thì cố chấp ở trong cái giáo lý của Đức Phật. Nên đây ta gọi là chấp pháp và tiểu thừa, tại vì cố chấp. Cho nên trời đất đã thay đổi rồi mà bây giờ mình cố chấp vào, mình cho rằng cái này không thay đổi, thì lúc bây giờ mình sẽ bị lạc hậu và bị lỗi thời nữa, và không tồn tại được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đạo Phật là cái chủ yếu là nói cái trí tuệ. Cái trí tuệ để chúng ta thấy được trời đất thay đổi mà chúng ta thay đổi theo, xã hội thay đổi mà ta thay đổi theo, cái con người thay đổi ta phải thay đổi theo cho thích hợp để tồn tại. Đó là cái ý nghĩa mà của đạo Phật mà chúng ta học. Cho nên từ ở trong chánh định mà Đức Phật trở lại đời thường, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là tất cả các pháp nó thay đổi, cái trí tuệ của Như Lai nó cũng phải thay đổi theo cái pháp thay đổi này để nhìn. Cho nên từ chỗ này mà chúng ta mới có thập như thị. Thập như thị đó là gì? Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mặt cứu cánh. Tức là 10 cái trạng thái thay đổi này là căn bản. Cho nên đầu tiên đó là nhìn sự vật là ta nhìn cái sự tướng bên ngoài. Nhìn cái sự tướng của nó bên ngoài. Nhưng mà cái sự tướng này đó, tức là vật chất này đó, nó cũng luôn thay đổi, chứ nó không phải là dừng lại một chỗ. Ta nói có người, nhưng mà từ khi sanh ra cho đến khi mà nhắm mắt lìa đời, cái thân này nó luôn luôn thay đổi. Vì cái thân nó thay đổi như vậy. Mà khi cái thân thay đổi như vậy đó, thì cái tâm lý bên trong cũng thay đổi. Cái tâm lý bên trong vẫn thay đổi theo cái thân chuyển biến bên ngoài. Cho nên cái đứa trẻ khi nó còn nhỏ thì nó như thế nào, khi nó lớn lên nó biết thì như thế nào, khi nó tiếp cận với cuộc đời nữa, nó gặp những cái vui buồn vinh nhục của cuộc đời rồi nữa, thì lúc bây giờ nó như thế nào. Đây là cái điều quan trọng nhất, là bảo là cái thay đổi của con người. Cái thân bên ngoài thay đổi, rồi cái tâm lý bên trong thay đổi. Mà cái thay đổi này nó là lệ thuộc thêm cái nữa là hoàn cảnh thay đổi, tức là trời đất thay đổi. Trời đất thay đổi mà chúng ta không biết cái sự thay đổi của trời đất, thì cái trường hợp này là chắc chắn là chúng ta không tồn tại được. Nên là xã hội thay đổi và trời đất thay đổi. Thế nên trời đất thì bây giờ khi thay đổi thì quý vị nghĩ sao? Tức là nó có bốn mùa, ta gọi là xuân, hạ, thu và đông. Mà bây giờ nếu hãy ta nói rõ thêm chút nữa, mà bây giờ ta cứ chấp là xuân, hạ, thu, đông, cố định như vậy nữa, thì cái này chắc chắn cũng sai chứ không đúng rồi. Tại nếu mà thời tiết có bốn mùa nữa, xuân, hạ, thu, đông, thì này ta nhắm vô đâu? Ta nhắm vô ở cái vùng ôn đới phải không? Miền Bắc của chúng ta là có xuân hạ thu đông. Tàu là có xuân hạ thu đông. Nhật thì có xuân hạ thu đông. Nhưng mà miền Nam chúng ta thì sao? Này thuộc về vùng nhiệt đới. Cho nên chúng ta chỉ có mùa nắng và mùa mưa thôi. Ở đây chúng ta có hai mùa chứ. Chứ đây chúng ta nói ta có bốn mùa thì này không phải đâu. Chỉ có mùa nắng và mùa mưa, đó là vùng nhiệt đới. Nhưng mà nếu hai ta qua Ấn Độ nữa thì sao? Ấn Độ là ba mùa, tức là mùa nắng, mùa mưa và mùa khô. Đấy. Tức là trời đất thay đổi mà từng cái vùng có thể thay đổi theo. Cho nên người ta mới chia ra là vùng ôn đới, vùng nhiệt đới và vùng lãnh đới. Nó khác nhau. Thế nên ta ở miền Nam đây, và ta ra Bắc ta thấy khác rồi. Mà qua bên Âu Châu người ta thấy khác. Đây là trên cái bước đường tu hành. Từng vùng có thay đổi, trời đất cũng thay đổi. Cho nên cái điều quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta nó có trí tuệ để thấy cái thay đổi này. Cái thời tiết thay đổi. Thì khi mà có trí tuệ biết được như vậy rồi đó, thì
khi chúng ta qua các nước thuộc về hàng đới, ôn đới hay là lãnh đới thì sao? Chúng ta phải chuẩn bị đồ lạnh, phải không? Chuẩn bị đồ lạnh. Nhưng mà ở các cái nước kia tới Việt Nam chúng ta nữa, thì cái trường hợp này nữa là phải mặc đồ cho thích hợp với cái vùng nhiệt đới ông thành. Chứ bây giờ nó ở bên Liên Xô lạnh như vậy đó, mà chở theo một vali đồ lạnh đó, đem qua đây mặc được không? Thế nên chúng ta phải hiểu, khi chúng ta tới chỗ nào ta phải biết cái vùng đó. Thời tiết thay đổi thì con người chúng ta cũng phải thay đổi theo để tồn tại. Tôi nhớ lại đó, là ông cụ tôi có kể một cái câu chuyện. Cái khi ông còn trẻ thì ông mới nghĩ đó, mình phải cố gắng nỗ lực làm ăn để giàu có, để khỏi bị bạn bè xem thường. Tại từ cái chỗ quyết tâm đó, là làm không hơn người nữa thì cũng phải bằng, chứ không chấp nhận thua. Nhưng mà vì có một cái quyết tâm cao như vậy đó, cho nên lúc bây giờ ông mới đi vay tiền, ông mới kinh doanh. Nhưng mà khi ông kinh doanh rồi đó, là ông bị thất bại, tức là muốn làm giàu lên, nhưng mà trái lại nó không giàu được đó, mà là nghèo thêm, và nợ nần chồng chất lên. Lúc bây giờ đó, cái cơ thể bệnh hoạn, mất ăn mất ngủ, bệnh. Nhưng mà nhờ còn chút xíu căn lành, cho nên ông mới đi trở về chùa. Trở về chùa thì hòa thượng ở trên chùa đó mới dạy ông cái này. Thế nên dạy ông cụ thầy ở chỗ này nè, cái nỗ lực nhưng mà thiếu trí tuệ thì này rất nguy hiểm. Đây các Phật tử nên biết, tên Đức Phật dạy chúng ta nói trí tuệ là sự nghiệp. Tay chúng ta siêng năng nhưng mà ta thiếu trí tuệ thì ta phạm phải nhiều cái sai lầm, mà bất cứ một cái sai lầm nào nữa chúng ta cũng phải trả giá hết. Mà cái trả giá lớn là cả một đời chúng ta và những cái đời kế tiếp chúng ta nữa. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên phải cân nhắc chỗ này. Tất cả mọi người chúng ta nói, thì cái gì? Chúng ta biết thời tiết thay đổi, chúng ta biết xã hội thay đổi. Mà vì chúng ta không biết cái này, ta không biết cái thay đổi này, mà lúc bây giờ chúng ta làm nữa, thì bây giờ chắc chắn là quý vị sẽ thất bại và sẽ vỡ nợ thôi. Cái người mà họ biết về thời tiết, tại vì đó, ông cụ thầy đó là không biết được thời tiết, cho nên cái năm Nhâm Thìn Bảo Lục, tức là sáu mươi mấy năm về trước, thì cái năm đó đó là ông cụ thầy đó mới vay tiền để mà khai thác về nông nghiệp. Cho nên cái năm Nhâm Thìn đó bị bão lụt, tất cả những cái này đều cuốn trôi hết, bao nhiêu tài sản đều bị nước lũ kéo đi mất hết. Cái này người ta không biết thời tiết, nên không biết thời tiết, cho nên khi mà chúng ta làm mùa màng thì chắc chắn cái này thất bại thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là muốn làm thì quý vị phải biết được thời tiết. Tức là làm thì phải biết được thời tiết. Rồi kế đó gì nữa? Chúng ta phải biết được cái thổ nhưỡng, tức là cái đất chỗ đó, đó nó có thể thích hợp với cái loại cây trồng nào, thì bây giờ chúng ta đem ta trồng lên đây chúng ta mới có ăn được. Chứ còn nghe người ta trồng thì mình cứ đem trồng thôi thì như vậy chết. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải biết. Mà muốn biết là phải học. Tại vì ông cụ thầy vì không biết nhưng mà thích làm giàu, cho nên nghe người ta xúi dạy thì lúc bây giờ cứ làm theo,
vỡ nợ. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất tất cả các, tức là trước nhất là chúng ta phải biết thời tiết thay đổi, biết cái thay đổi đó để chúng ta sống cho nó thích hợp với cái thời tiết để chúng ta tồn tại. Cái thứ hai là gì? Ta phải biết cái xã hội thay đổi. Cái xã hội thay đổi tức là cái xã hội mà ở Ấn Độ, cái xã hội ở Việt Nam chúng ta. Mà Ấn Độ thì chúng ta chia ra đó là Ấn Độ cổ đại, phải không? Ta nói Ấn Độ cổ đại, rồi Ấn Độ trung cổ, rồi Ấn Độ cận đại, rồi Ấn Độ ngày nay. Cái xã hội nó luôn luôn thay đổi. Việt Nam ta cũng vậy. Ta nói trong cái thời Việt Nam chúng ta cổ đại, rồi qua tới cái thời Việt Nam chúng ta phong kiến, rồi chúng ta tới cái Việt Nam chủ nghĩa xã hội. Bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái nước Việt Nam chủ nghĩa xã hội đây. Nhưng mà nếu chủ nghĩa xã hội nữa, thì bây giờ cái xã hội chúng ta nữa, nó có cố định không? Nó cũng thay đổi. Tức là chủ nghĩa xã hội năm 75 nó khác, nhưng mà 85 nó khác, 95 nó khác, rồi 2005 nó khác chứ. Bây giờ nó khác nữa. Cho nên phải có trí tuệ nhìn thẳng vào cái xã hội chúng ta đang sống. Vào thẳng cái xã hội chúng ta đang sống đây, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta biết trong cái xã hội này nữa, ta nên sống như thế nào là thích hợp, ta nên làm cái gì đây. Đây là cái điều quan trọng, có trí tuệ nhìn thấy xã hội. Ta nên thấy trời đất, thấy được xã hội. Cái thứ ba là gì? Chúng ta thấy thêm lòng người. Tức là phải thấy được lòng người. Lòng người là gì? Là những người chung quanh ta đây. Cho nên ta chia ra, ta chia ra để mà ta nhận, ta biết, ta sống. Cho nên cái thứ nhất là gì? Tức là những người bạn tốt của ta. Đây là cái điều quan trọng nhất. Người Việt Nam chúng ta nói, cũng có cái kinh nghiệm. Họ nói là giàu nhờ bạn, phải không? Ta nói giàu nhờ bạn, nhưng mà sang là nhờ vợ. Không biết có nhờ con không biết. Giàu thì nhờ bạn, mà sang á, thì nhờ vợ con. Đây, cái kinh nghiệm ta. Cho nên bạn này là bạn gì? Trước nhất ta là bạn tốt. Trước nhất là ta kiểm điểm lại xem coi ta có bao nhiêu người bạn tốt đây. Những người mà hết lòng với ta đấy, ta phải nhận ra được này chứ. Nên cái bạn thứ nhất này là cái bạn tốt, là cái bạn mà chúng ta phải trân trọng. Tại sao họ tốt với ta? Ta nhìn về những kiếp quá khứ đấy. Cái tốt hôm nay đây nó có một cái sâu xa bên trong. Sâu xa bên trong là gì? Tức là những ngày trước đây, những năm tháng trước đây, và thậm chí những cái kiếp trước đây nữa. Thế nên những ngày trước đây, những năm tháng trước đây thì cái này chúng ta dễ nhận ra rồi. À, có một người bạn tốt với ta là tại sao vậy? Tại vì những năm tháng trước đây ta từng tốt với họ, ta từng giúp họ, cho nên bây giờ họ thấy ta, họ niềm nở. Đây là bạn thân, bạn quen, bạn tốt này. Đấy là bạn tốt. Nhưng mà có những cái người ta chưa từng giúp họ, thành ra ta chưa từng giúp họ, nhưng mà họ vẫn tốt với ta thì sao? Đức Phật nói là trong kiếp này ta chưa từng làm một việc tốt với họ, nhưng mà trong những kiếp quá khứ ta đã từng làm việc tốt rồi. Ta đã từng làm việc tốt trong quá khứ, cho nên trong cái kiếp này mới nhìn thấy nhau đã quý mến nhau rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành có trí tuệ, chúng ta phải nhận ra được. Cái chỗ này đó, Đức Phật gọi là Bồ Đề Quyến Thuộc, tức là bạn tốt, bạn đồng tu với chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải trân trọng, chúng ta phải nuôi dưỡng, chúng ta phải phát huy nó lên.
Tất cả những gì ta có hôm nay là do những cái ngày trước đây, những cái kiếp trước đây ta từng làm, cho nên bây giờ kết quả cái chúng ta có. Nên Đức Phật dạy chúng ta, muốn biết đời trước ta như thế nào thì phải xem ngay mà cái quả chúng ta đang có hôm nay. Cái quả hôm nay tức là cái nhân ở trong quá khứ. Và muốn biết tương lai chúng ta thế nào thì xem cái nhân chúng ta đang tạo trong hiện tại đây. Cái nhân đang tạo trong hiện tại tức cái quả sẽ tới vào trong tương lai nữa. Đó là trên cái bước đường tu. Mà ở trong Phật giáo chúng ta thường nói là phải nhìn thấy được ba đời nhân quả để chúng ta đoán định được bạn ta. Ta nói giàu là nhờ bạn. Giàu là nhờ bạn là sao? Nhờ bạn tốt. Mà bạn tốt này đó là vì ta đã từng tốt với họ, ta từng giúp đỡ họ, từng đầu tư vào cho họ, cho nên bây giờ đó họ vì cảm cái ơn đức đó mà họ tốt với ta, hết lòng với ta. Nếu ta có những người bạn tốt như vậy thì chắc chắn là chúng ta làm nên sự nghiệp. Cái hạng người thứ hai là gì? Ta nói những người bạn mà hạng thứ hai này nữa, gọi là cũng không tốt mà cũng không xấu, ta gọi là vô thưởng vô phạt. Ta nói những người này cũng không tốt mà không xấu. Tại sao vậy? Là vì ta chưa từng đầu tư vô đó. Ta nói ta chưa từng đầu tư vô đó, cho nên họ đối với chúng ta họ thấy bình thường. Họ cũng không kính trọng mà họ cũng không ghét bỏ. Đây là cái hạng thứ hai mà chúng ta tiếp xúc trên cuộc đời này. Cái hạng thứ ba là gì? Cái hạng mà luôn luôn chống ta. Ta nói luôn luôn chống phá ta này. Cái hạng mà chống phá ta đây là gì? Tức là những cái kiếp về trước đó, ta cũng đã từng chống phá họ. Tại tất cả những cái gì ta có hôm nay là do cái nghiệp duyên từ quá khứ. Nghiệp duyên từ quá khứ mới có cái hiện tại này. Cho nên đây là những người bạn đã từng chống đối chúng ta trong những kiếp quá khứ. Cho nên bây giờ ta gọi là quan gia gặp lại. Đây là trên bước đường. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm làm thế. Ai cũng có ba hạng bạn này. Nếu mà cái hạng bạn tốt này nhiều thì ta dễ tạo nên sự nghiệp. Cái người xấu này nhiều nữa thì chắc chắn ta khó làm. Ta nói ta khó làm là vì cái người phá ta quá nhiều đi, nhưng mà người giúp ta ít. Cho nên chắc chắn là chúng ta làm được. Ta nói trên đời này mà cái người giúp chúng ta quá ít, cái người đó phá ta nhiều, cái người mà thờ ơ ở giữa đó cũng đông, phải không? Đây các vị làm được cái gì? Đây là trên bước đường tu nữa. Thế nên ta nhận ở trong cái xã hội chúng ta đang sống này nữa, nếu ta rơi vô trong hoàn cảnh này nữa thì sao? Chắc chắn không làm được việc. Thế nên làm lớn thì thất bại lớn, làm nhỏ thì thất bại nhỏ. Cho nên lúc bây giờ nữa thì Đức Phật mới khuyên những cái người này nè, những người bạn tốt mà rất ít, bạn xấu thì nhiều, người không quan tâm tới nữa, lại đông hơn nữa, người này không làm được gì hết. Thôi bây giờ Đức Phật bảo là đi tu đi, phải không? Cái người này nó không làm được gì hết, thôi đi tu đi. Hỏi tu cái gì? Gọi là tu tiểu thừa. Ta nói tu tiểu thừa có nghĩa là làm tôi cho Phật. Cái nghề này nữa, ta gọi là cái nghề mà ở mướn nữa. Ta thấy nghề ở mướn làm thuê nữa. Nhưng mà làm thuê ở bên ngoài đó thì cái trường hợp này nữa, người ta trả giá thấp mà bắt mình làm nhiều. Bây giờ làm thuê cho Phật đó, thì cái trường hợp này nữa được trả giá cao, phải không? Làm ít nhưng mà được hưởng nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ đó. Cho nên mấy thầy đi tu cũng là ăn mày, người bên ngoài đi xin cũng ăn mày, phải không?
Thế đây là khất sĩ. Khất sĩ tức là ăn mày, ăn xin. Nhưng mà cái người ăn xin á, núp vô cái bóng của Đức Phật, cũng là con người hết, cũng người ăn xin hết, nhưng mà núp vô cái bóng của Đức Phật, mượn cái áo của Đức Phật đi xin thì chắc chắn được nhiều hơn. Đây chúng ta thấy cũng là đi xin hết, nhưng mà núp dưới bóng của Đức Phật và mặc cái chiếc áo của Đức Phật vô, thì cái trường hợp này đó, người ta sẽ cho nhiều hơn. Vì vậy đó mà ngày nay đó, chúng ta thấy xuất hiện một số tu sĩ giả, phải không? Tại nên tu sĩ giả là họ không phải tu. Tại nên có người cạo tóc nhưng mà có người cũng không cạo tóc. Tại nên có người chắc chắn là không thọ giới rồi, cho nên họ tự may áo hoặc là tự ăn cắp áo tu nữa mà họ mặc vô để họ đi xin, phải không? Họ đi xin. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, vì kính Phật, vì trọng tăng, cho nên nhìn thấy cái hình thức ông thầy tu đó thì ta sanh ra kính trọng rồi, ta người ta cúng dường. Cho nên nó mới có một lớp người mà lợi dụng cái này, lợi dụng cái chuyện tu hành này. Đây là chúng ta biết. Nhưng mà những người lợi dụng như vậy đó, thì ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là gì? Tức là những người làm công hèn hạ, phải không? Đây ở trong đạo chúng ta phân này, tức là những con người hèn mọn. Những con người hèn mọn là những con người này bỏ đi, hay nói một cái mà tệ hơn nữa đó là bảo là sư tử trùng. Sư tử trùng, ta nói sư tử trùng nó khác với sư tử con, phải không? Ta nói sư tử con là mai mốt nó lớn lên thành sư tử cha, sư tử chúa. Nhưng mà sư tử trùng á, là con sâu ở trong thân của con sư tử, cho nên nó đục khoét cái thân của con sư tử, tóm lúc nào đó chết thôi. Cho nên khi nào Phật Pháp suy đồi đó là bị cái sư tử trùng này nhiều. Cho nên sư tử trùng tức người mà giả danh Phật mà không phải tu hành. Cho nên cái lúc đó đó thì Phật giáo bắt đầu suy và mất. Cho nên trong lịch sử Việt Nam chúng ta nè, chúng ta thấy có hai thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Tiền Lê, phải không? Ta đang bảo là Lê Long Đỉnh là một cái ông vua mà ác. Ông vua này ác là sao? Đó. Tức là lấy mía đó để trên đầu ông sư, rồi sai người róc mía để cho cái dao nó chạm lên đầu ông sư chảy máu, ông sư nhăn mặt đó, thì để ông Lê Long Đỉnh này cười vui, mọi người chung quanh vỗ tay cười. Tại sao nó có cái loại này? Đương nhiên Lê Long Đỉnh là một ông vua ác thiệt, nhưng mà cái chỗ này đó cũng làm cái lỗi lầm của các nhà sư này. Các nhà sư phạm tội này đấy, đem xử này nhé. Chứ còn trong lúc đó thì các nhà sư khác có bị xử đâu. Như là sư Vạn Hạnh có bị xử đâu. Thế nên chúng ta thấy cái này rồi. Rồi đó, lần thứ hai nữa là gì? Đây quý vị thấy thời của Hồ Quý Ly, phải không? Cái thời nhà Trần á, thì thời đó coi như là đầu nhà Trần thì Phật giáo rất là mạnh. Rất là mạnh. Cho nên sau khi mà thắng giặc rồi nữa thì cái trường hợp này các vua nhà Trần thì đều quý trọng đạo Phật, cho nên phát huy cái đạo Phật tối đa nữa. Tất cả mọi người đều được khuyến khích đi tu hết. Ta đi tu hết đi. Ta nên đi tu bây giờ. Cái số lượng tu này nó quá đông. Tại vì đi tu đó là khỏi đi lính, phải không? Ta đi tu thì khỏi đi lính, đi tu thì khỏi đi lao dịch. Thế nên hồi xưa ta đi lao dịch, tức là ngày nay mình gọi là gì? Lao động xã hội chủ nghĩa, phải không? Đi lao công. Cho nên rủ nhau đi tu hết. Rủ tôi
tu như vậy đó, thì cái hình thức tu nhưng mà cái thực chất ông thầy tu có không? Ta nói tới cái hồi ông Hồ Quý Ly, ông lên cướp ngôi nhà Trần rồi đó, thì ông bắt hết tất cả các ông sư đem về, ông mới khảo thí. Ta nói nhiều ông sư đó mặc áo sư nhưng mà hỏi Phật Pháp không biết gì hết, ta nói không biết gì hết. Cho nên lúc bây giờ đó, ông nào mà không trả lời được đó, thì Hồ Quý Ly bắt buộc hoàn tục, bổ sung vào lính, bổ sung vào phu. Lúc bây giờ đó, cái thời nhà Trần đó, thì đất đai của chùa nhiều quá, cho nên một ông vua lên thì lại cúng thêm đất cho chùa, một ông quan mà được tiến chức thăng quan thì cũng đem cúng cho chùa, cho nên đất của chùa trở thành nhiều. Ta nói đất của chùa trở thành nhiều, cho nên cái ông này mới tịch thu hết. Thờ Hồ Quý Ly chúng ta thấy. Thì chỗ này ta nói Hồ Quý Ly là một cái người ác, cái người ác. Nhưng mà cái chỗ này, cái chính để chúng ta thấy đó, cái thời này là Phật giáo ta suy đồi, là tại vì cái hàng chư tăng này nữa trở thành ăn hại nhiều, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là ví như người làm công hèn hạ. Còn nếu hãy thực chất tu thì sao? Thế nên trong kinh Pháp Hoa bảo là cái người thực chất tu này nữa, trong kinh Pháp Hoa nó có một cái gọi là cùng tử. Cái phẩm tính giải này ta nói là cùng tử. Thì cùng tử là gì? Tức là cùng tử là một cái người con mà nghèo khổ, cái người con nghèo khổ đấy, gọi là cùng tử. Nhưng mà cái khi cùng tử trở về tìm lại cha của mình, tức là ông trưởng giả, thì bây giờ nó cùng tử không giống như những người khác hơn. Đây là trên bước đường tu. Mà cùng tử làm cái việc duy nhất là gì? Tức là quét dọn phân nhơ. Cái này quý vị nên nhớ. Mà đây thường chúng ta gọi là công quả. Thế nên người Phật tử chúng ta đó là nhắm vô công quả, nó khác hơn là tạo nghiệp. Trên bước đường tu nó phải nhớ cái chỗ này, phải hiểu cái chỗ này. Tức là công quả thì có công thì mới có quả được. Cho nên công quả là cái việc đầu tiên là quét dọn phân nhơ. Mà phân nhơ là gì? Đầu tiên chúng ta dọn dẹp chùa cảnh cho sạch, cho đẹp. Đây là cái việc chúng ta làm nhé. Rồi nó quét dọn phân nhơ này đó, nó đi kèm theo cái là quét dọn cái phiền não, trần lao và nghiệp chướng trong lòng của mình. Hai cái này nên kết hợp lại. Thành ra các Phật tử nghiệm cái chỗ này rồi chúng ta áp dụng, ta tu, ta thấy có kết quả. Thành ra có những người cũng đi chùa, cũng lễ Phật, cũng tụng kinh, nhưng mà cái phân nhơ trong lòng không quét, cái phân nhơ bên ngoài cũng không dọn, mà cứ để cho nghiệp chướng trần lao tăng lên, phải không? Thế nên nghiệp chướng trần lao tăng lên. Thế tại sao? Thế nên đầu tiên chúng ta tự kiểm lại xem ta đi tới chùa ta làm được cái gì, ta làm được một cái gì cho chùa, ta làm được cái gì cho Phật Pháp. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên ta làm được cái gì đấy? Nếu hãy xét lại đó, ta đi chùa mà ta không làm được cái gì hết đó, thì cái này lãng phí. Lãng phí thì giờ, lãng phí tiền bạc. Nhưng mà nếu ta đi tới chùa đó, mà ta giùm năm giùm ba đó, để ta nói chuyện này chuyện khác đó, thì cái này còn gì nữa, nó tệ hại hơn nữa. Tức là nghiệp tăng. Ta này nghiệp chúng ta tăng. Ta nói ta không làm cái gì lợi cho chùa hết, nhưng mà ta tới ta thành ra nhiều chuyện, ta dèm pha, ta nói xấu người này người kia, phải không? Đấy là nghiệp chướng tăng.
Cho nên cái hạng người này đó là chỉ đi được một lúc thôi, rồi cuộc đời bắt đầu xuống. Ta nên hết tiền rồi không đi nữa, phải không? Ta nên hết tiền rồi không đi nữa, tại hết phước rồi. Cho nên hết tiền không đi nữa là do hết phước. Mà hết phước rồi đó thì nghiệp sanh ra. Nghiệp sanh ra tức là bệnh hoạn ốm đau liên miên. Đây là trên bước đường tu chúng ta cân nhắc chỗ này. Còn nếu hãy ta có cái mục tiêu ta đi tới chùa thì ta tự xét coi ta làm cái gì. Cho nên cái người cùng tử này đó là biết thân phận của mình. Cho nên khi đi tới chùa thì ta nghe kinh, ta lại Phật, phải không? Ta nghe kinh, ta lại Phật, ta công quả chứ ta có làm cái gì. Cho nên có một số các Phật tử thầy thấy sáng họ tới tụng kinh xong rồi đó, họ đi quét lá, họ đi nhổ cỏ đôi chừng một tiếng đồng hồ, sau đó họ yên lặng họ ra về. Cùng tử đấy, tụng kinh lại Phật rồi có một chút xíu công quả. Ta nên nghĩ ít nhất là mình cũng có nhổ được cọng cỏ, mình cũng có quét được cái lá, hay là mình có lượm được cây gai, mình làm cho nó đẹp cái cảnh, cái cảnh già lam, tức là mình có công này. Có công này nhất định có quả thôi. Còn cái công mà nhiều chuyện đó, thì chắc chắn cái quả khác rồi. Đây quý vị thấy này đó. Cho nên khi mà quét dọn phân nhơ ở bên ngoài, nó kèm theo cái phân nhơ ở trong tâm mình. Cho nên chỗ này Đức Phật mới dạy cùng tử tu cái tư thanh đế này. Tu cái tư thanh đế tức là trong 37 trợ đạo phẩm. Thì cái việc đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta gì? Tại vì trần lao nghiệp chướng chúng ta nhiều quá rồi, cho nên bước chân vào chùa đó thì quý vị thực tập cái pháp đó, không để tâm tới những người chung quanh. Đây là cái chuyện tu. Tại để tâm tới những người chung quanh đó, thì lấy cái nghiệp của họ làm nghiệp cho mình, phải không? Lấy nghiệp của họ làm nghiệp cho mình chứ. Tại mình thấy họ có những cái sơ suất, những cái dở, những cái không tốt, cho nên đem hết những cái không tốt này để vào trong lòng mình. Để lòng mình thì trong lòng mình là nó sanh ra xấu rồi. Thì lúc bây giờ đó mình gặp một cái người bạn nào đó, mình đem cái xấu này để mình lại tiêm nhiễm cho họ nữa. Cho nên mình làm cho cái xấu này lan rộng ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mới đầu tiên đi vô chùa đó thì quý vị tập Đức Phật khuyên ông ta đó là gì? Nhớ không? Tức là luôn luôn không vô tác và vô nguyện. Tức là ba cái pháp ấn này nữa là luôn luôn giữ trong lòng. Không có nghĩa là ta không để tâm tới bất cứ một cái gì xảy ra chung quanh chúng ta hết. Cái xấu ta không để tâm rồi, tốt ta không để tâm rồi. Tất cả ta coi như không có thôi. Trên cuộc đời này nữa, tất cả đều là không có. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, ta nhìn nó là gì? Mộng quyển bào ảnh. Cuộc đời này nó là như thế đó. Cho nên bây giờ có một cái người ngồi trước mặt chúng ta, ta ghét quá đi, thì ta nghĩ rồi mai mốt nó cũng chết thôi, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó thì thường thường ta có, bây giờ ta ghét nó cũng chết, mà ta thương nó rồi nó không chết, nó không tồn tại. Đây là một cái điều quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu chúng ta nữa. Cuộc đời này ta coi như là một giấc mộng mà, nhắm mắt rồi thì hết. Cho nên ta nhìn kỹ mỗi ngày ta tiễn chân bao nhiêu người bạn đi về ở trong thế giới vĩnh hằng. Ta đã có một cái người mà thầy quý trọng nhất, đó là Hòa Thượng Minh Châu, nhưng mà cách nay độ 2 tuần lễ thì thầy cũng đưa ngài về ở trong thế giới. Đó là cái sự thật. Tốt rồi cũng đi, xấu rồi cũng đi. Cho nên chỗ này Đức Phật biểu đừng để tâm ta. Ta nên để tâm thì ta là vướng bận, tốt thì ta thương, ta nhớ, ta cũng khổ, mà xấu thì ta ghét, ta giận, ta cũng khổ. Hai cái này đều khổ hết. Cho nên giữ tâm cho thanh tịnh thì đừng có nghĩ tới tốt và xấu làm gì. Đây là quán không. Đây là trên bước đường tu đó.
Mà nếu Phật tử nào áp dụng theo cái lời của Đức Phật dạy đây mà tu đó, thì chắc chắn cuộc đời này đối với chúng ta vô thưởng vô phạt. Họ cũng không thương chúng ta mà họ cũng không ghét chúng ta nữa. Cho nên cho chúng ta hai chữ bình an để chúng ta tu. Đó là trên bước đường tu. Chứ còn nhiều người quá ư nhiều chuyện mà cứ nói rằng tôi muốn tu mà nó không để cho tôi yên để tôi tu, phải không? Các vị có bao giờ nói vậy không? Nó không để cho tôi yên để tôi tu. Nhưng mà ai không để cho mình yên? Tại mình tự khuấy lên. Tự mình khuấy lên. Tự ở trong tâm mình nổi dậy. Đấy. Cho nên ở trong tâm mình, cái chính nó phải thấy này. Cho nên Thiền Sư Nhất Hạnh có nói với chúng ta gì? Ở trong tâm thì chúng ta coi chừng. Coi chừng cái gì nhất? Tức là những trận cuồng phong, phải không? Những trận cuồng phong sao tự nhiên ở trong lòng mình nó cuồn cuộn, nó nổi dậy thôi. Tự nhiên nó vậy. Nên trên bước đường tu đó ai cũng thấy này. Cho nên có những cái trận cuồng phong nó dục nổi lên. Rồi nó kế đó gì nữa? Nó có những cái đợt sóng ngầm. Như hồi mình ngồi thiền á, mình tưởng là không có gì hết, yên rồi, phải không? Mà dục sâu kín ở trong đáy lòng mình á, nó dục quẩn lên. Đây là những đợt sóng ngầm. Những cái chuyện đâu hồi đời nào ấy mà dục nhớ lên, phải không? Rồi bực tức. Tu không được xả thiền. Đây là trên bước. Cái thứ ba nữa gì? Coi chừng những loài thủy quái ở trong cái biển thức chúng ta. Tất cả những cái này luôn luôn nó hiện lên. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Ta nhận ra có những cái trận cuồng phong, có những con thủy quái và có những cái đợt sóng ngầm. Luôn luôn giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh. Giữ nó bằng cách nào đây? Đối với Thầy thì thường thường bám vào trong bộ Kinh Pháp Hoa. Bám vào bộ Kinh Pháp Hoa, tức là bám vào chân của Đức Phật, bám vào hình ảnh các vị Bồ Tát. Tức là trên bước đường tu chúng ta nhờ nương Kinh Pháp Hoa, nhờ bám vào chân của Đức Phật để ta đi tới, người ta vượt qua. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Quý vị nhìn kỹ rồi sẽ nhận ra cái này. Cho nên cuộc đời này đó, ta luôn luôn nhìn nó mộng như giấc chim bao. Giấc chim bao. Mà giấc chim bao tỉnh lại thì coi như mất. Khi chúng ta chết rồi đó, cuộc đời này, sự nghiệp này không còn. Uyển, tức là uyển quá, uyển thực. Bào như cái bọt ở trên biển. Đấy. Tất cả những cái này không thật, ảnh. Nó không thiệt. Khi mà ta biết nó như vậy rồi đó, thì ta an trụ vào trong pháp không. Ta không bận tâm trong chuyện này nữa. Ta không bận tâm tới những cái người chung quanh ta. Ta không bận tâm tới những cái việc chung quanh ta. Mà khi những cái việc chung quanh ta, những người chung quanh ta, ta không bận tâm, thì quý vị thấy ta đi vào cánh cửa giải thoát của Đức Phật không? Đây là trên bước đường tu. Tại vì có những cái người mà Thầy thấy rất là tội nghiệp. Cái năng lực thì không có, nhưng mà cái ưu tư này quá nhiều đi, phải không? Cái tham vọng quá lớn đi, cho nên khổ thôi. Thành ra tham vọng lớn thì khổ nhiều, tham vọng nhỏ thì khổ ít. Nhưng mà diệt bỏ nó đi đó, thì chúng ta được an lạc. Cho nên tất cả điều là không. Cái thứ hai đó là giữ tâm cho thanh tịnh, đừng cho tác ý, đừng cho khởi lên. Trong tâm chúng ta đừng khởi lên bất cứ một cái niệm nào hết. Thiện cũng không khởi lên, mà ác cũng không khởi lên. Dừng ngay là chỗ đó. Cột tâm là một chỗ đi. Tóm cái nguyện, tức là ham muốn. Ham muốn cắt luôn. Kể ra cái ham muốn làm Phật á, cũng không ham muốn nữa. Tại nên ham muốn làm Phật là tốt, nhưng mà khi chúng ta ham muốn làm Phật á, thì chúng ta coi chừng gặp ma giả Phật, phải không? Thành ra ma đó,
hay giả Phật đó, ta dễ mắc lầm đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó có một cái câu chuyện mà ở bên Nhật thiền rất là nổi tiếng. Thế nên bây giờ đó, có một con ma nó tới nó quấy mấy ông thầy tu. Nó quấy mấy ông thầy tu. Thì lúc bây giờ đó, nó mời mấy thầy đi tụng kinh, phải không? Mời mấy thầy tụng kinh đi siêu độ. Nhưng mà nó mời đi đâu? Nó mời ra ngoài cái nghĩa địa, phải không? Nhưng mà nó dặn trước đó, là cái khi mà thầy tụng cái gì thì tụng, nhưng mà nhớ là không nên tụng chú Đại Bi nghe chưa? Phải không? Không tụng chú Đại Bi. Mà bây giờ đó, ông quen rồi, hay khai kinh là phải tụng Đại Bi chứ. Ta nên vô mà khai kinh rồi phải tụng Đại Bi. Cho nên mới bắt đầu ông khai kinh, ông tụng Đại Bi, cái dục thấy nhà cửa dục biến mất hết. Nhìn trở lại thấy mình ở trong cái nghĩa địa, phải không? Đây là cái điều quan trọng chúng ta nhận thấy. Ma có thể giả Phật, có thể giả Bồ Tát, có thể giả Thánh Tăng, giả đủ thứ ra để mà nó chi phối ta. Cho nên chỗ này Đức Phật vẫn ta đã không nghĩ tới nữa. Không có một cái ước mơ nào hết. Ta đã tất cả những cái ước mơ thuộc về tham vọng thì chúng ta sẽ bị quỷ nhiếp trì, bị ma dẫn lối thôi. Đó là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên ba pháp ấn mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, không vô tác và vô nguyện. Thì khi mà chúng ta giữ được cái tâm cho thanh thản rồi, không có một cái gì khởi lên nữa, thì bây giờ tâm trí đứng yên. Thế nên tâm chúng ta đứng yên rồi, thế nên tâm chúng ta đứng yên không khởi niệm. Mà khi không khởi niệm đó, thì lúc bây giờ gì? Nó gần với chân tâm đó, thì lúc bây giờ mới có Bồ Tát hiện ra, có Phật hiện ra cho nên. Thế nên khi chúng ta không cầu mà có, không cầu Phật, không cầu Bồ Tát, nhưng mà lại các ngài tới với chúng ta. Cho nên quý vị tụng kinh Di Đà nữa, thì nhớ một cái yêu chỉ của nó là gì? Là tâm trí lắng yên như vào thiền định, bấy giờ Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ, thì được vãng sanh cực lạc. Vãng sanh về cõi cực lạc. Nhớ câu này. Tâm trí không đứng yên, tâm trí còn khởi niệm thì coi chừng bị ma dẫn. Đây là ba cái pháp ấn đầu tiên của tăng ni Phật tử chúng ta phải tu hành. Vượt ra ba cái này nữa thì chúng ta sẽ rơi vô cái thế giới của ma thôi. Rồi á, cái thứ hai nữa là gì? Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn suy nghĩ về bốn cái việc mà thường là bây giờ để quý vị bảo rằng chúng ta tu cái thiền tứ niệm xứ, phải không? Cái thiền tứ niệm xứ tức là thiền của Phật giáo Nguyên Thủy này. Thành ra thiền của Phật giáo Nguyên Thủy, thành ra Phật giáo Nguyên Thủy ta chỉ tu cái tứ niệm xứ không mà ta được giải thoát thôi. Tức là cái thứ nhất là gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn cái này để nó bổ sung cho ba cái pháp ấn chúng ta trình. Ta nên quán thân bất tịnh để làm gì? Tại cái thân người này, thân mình, thân người là điều bất tịnh. Thành ra bất tịnh cho nên mình không sanh ra cái tâm đắm mến, phải không? Tức là không kẹt vào sắc dục. Các Phật tử lớn tuổi rồi thì khác. Những thanh thiếu niên thì dễ rơi vô trong cái bẫy này. Thành cái bẫy của sắc dục tức là vì thấy đẹp cho nên khởi tâm. Nhưng mà lúc bây giờ nó nghĩ nó bất tịnh cho nên chúng ta cảm thấy ghê sợ, phải không? Đấy. Cho nên cái khi mà Ma Đăng Già thấy ngài A Nan cái là mê bỏ ăn bỏ ngủ rồi. Cái bà này mê tại A Nan ông đẹp quá này. Ông A Nan thì đáng mê thiệt. Vừa đẹp, vừa khỏe, vừa giỏi nữa. Mà lại là vương tử đi tu nữa thì ông mê còn mê cái gì nữa. Cho nên khi mà ngài mới tới, ngài
xin Ma Đăng Già một cái gáo nước lã, thì bà này nhìn thấy là khởi lên kỷ niệm tốt. Nhưng mà khi A Nan đi về tỉnh xá thì bà này bị cái sức cuốn hút đi theo, tới gặp Đức Phật. Đức Phật biểu bà Ma Đăng Già, thôi bây giờ đó, nếu mà cô thương A Nan thì thôi đi tu đi, đi tu thì được gần ổng thôi. Nhưng mà nó kẹt cái là cái cô này đó bằng lòng đi tu. Đi tu là cạo đầu đó, Đức Phật đem giao cho bà Mahabhasabade. Tức là đi tu rồi đó, thì tăng ni phải ở cách xa nhau, đâu có ở gần được. Thành ra bây giờ cạo đầu đi tu rồi thì phải qua chùa ni thôi, dứt khoát mà, không được ở chùa tăng. Nhưng mà khi Đức Phật dạy bà này quán cái bất tịnh này nữa, mà bà chứng được quả. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật mới hỏi bà đó, cô nhìn cô thấy ông A Nan, cô thích cái gì? Thế nên bà Ma Đăng Già nói là, con nhìn con thấy A Nan có đôi mắt đẹp quá, cho nên con thương đôi mắt của ổng. Thế nên bây giờ Đức Phật mới dùng thần lực của mình đó, biến cái đôi mắt của A Nan tự nhiên đỏ ngầu lên, phải không? Thế đó ngầu lên rồi á, dục đôi mắt A Nan nổ ra một cái, khiếp không? Thành quý vị thấy còn đẹp được không? Sợ chứ, thấy vậy là sợ mất gì đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận, tức là bất tịnh. Rồi lúc bây giờ đó hỏi còn thấy A Nan cái gì nữa? Thì A Nan có cái miệng đẹp quá, có duyên quá. Thế nên Đức Phật dùng thần lực, thế nên biến cái miệng ông A Nan phát, nó sưng lên, máu nó tuôn ra, bà thấy khiếp quá. Như vậy là bà này chứng được sơ quả rồi. Thế nên các vị nhìn xem, thế nên con người kết luận là Đức Phật nó là một cái đại gia đựng đồ ô uế bên trong. Nó làm cái đại gia đựng đồ ô uế bên trong, phải không? Nếu mà khi nào nó xì ra nữa thì quý vị biết nó thế nào đó, trong thân chúng ta nữa. Cho nên nếu cái người mà không có nghiệp giống như Đức Phật hay là các bậc thánh tăng đó, thì cả đời họ không tắm, nhưng mà họ không bao giờ hôi dơ. Đấy. Tôi có một lần tôi gặp một cái người ngoại đạo, họ tu ở Ấn Độ. Ông này đó, ông nói với tôi này, từ hồi đi tu tới bây giờ đó là tôi không có đi tắm. Tức là không có tắm lần nào hết, phải không? Nhưng mà cái đặc biệt đó là tôi ngồi bên cạnh ông ta, tôi không nghe cái mùi hôi. Đây là cái điểm đặc biệt. Phật thì chưa gặp, nhưng mà những cái bậc chân tu đó, tôi gặp đó, tôi thấy họ không hôi giờ. Nhưng mà tất cả hàng phàm phu đó, hàng phàm phu, mà nhất là những người nghiệp nặng, chứ một ngày không tắm thì quý vị thấy sao? Ở đây có vị nào mà ba ngày không tắm không? Thế nên tôi hồi ở bên Nhật thì tuần lễ mới đi tắm một lần. Đây là trên bước đường tu chứ. Tay lạnh cho nên mình không có mồ hôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì nhất định là mỗi ngày phải đi tắm một lần. Đây là con. Cho nên chúng ta còn ăn uống, mà nhất là chúng ta ăn đồ huyết nhục thì lại càng hôi dơ nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta tu, ta quán sát cái gì? Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là quán sát cái thân này là một cái đại gia đựng đồ ô uế. Rồi sau đó tôi lại suy nghĩ thêm cái nữa. Cái bao tử chúng ta làm cái nghĩa địa, phải không? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta ăn thịt của chúng sanh ở trong này, coi như cái mồ chôn của tất cả các loài trong này, trong bao tử chúng ta. Ta nên trong cái túi da này, trong cái bao tử này, trong cái tiềm thức này đó, là bao nhiêu những cái tội lỗi từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay, mà bây giờ chúng ta dập đầu lại sám hối cho đến sạch cái này không phải chuyện dễ đâu. Cho nên ở trên bước đường tu đó,
là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta quán cái thân này bất tịnh. Để chi vậy? Để chúng ta đoạn cái tâm tham ái đó. Cái thứ hai nữa là gì? Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, quán thọ là khổ, cho nên là không thọ. Cái gì cần lắm thì mình mới phải nhận thôi, mà nhận của người thì phải ơn của người. Cho nên cái này ta gọi là thọ nhân tài, phải cứu nhân tai chứ, tức là rước cái tai họa của họ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có một Phật tử nào đó đem tới cúng tôi 1.000 đồng, thì Phật tử này nữa kèm thêm cái câu nói là: thầy cầu nguyện cho mẹ con, thầy cầu nguyện cho cha con, thầy cầu nguyện cho em con, hay là thậm chí thầy cầu nguyện cho con để đi mổ bệnh ung thư, phải không? Đây là trên bước đường tu. Tất cả những cái này đều có kèm theo hết, có kèm theo. Nhưng mà nếu cái phước báo chúng ta chưa đủ, nghiệp chúng ta còn nặng, thì ta gom hết tất cả những cái nghiệp của chúng sanh này đem về cho ta nữa, thì thôi mất kiếp rồi, không bao giờ cất đầu lên được hết. Thế nên đây là trên bước đường tu đó. Thế nên chúng ta nhận ra được. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà ta không thọ của người, ta không thọ của xã hội, ta không thọ của trời đất, tức là ta chứng được vô sanh, thì đây ta được giải thoát cao. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật khuyên chúng ta nên cắt lần. Tức là bất đắc dĩ chúng ta mới thọ, phải không? Đây hàng thính văn thôi. Tại phước chúng ta không đủ, cho nên không dám. Ta nên không dám nhận của người. Nhận của người thì ta mang nợ. Vì vậy đó mà cố tránh tối đa. Đây là cái hàng thánh văn. Thọ là khổ, mà không thọ thì không khổ. Thọ ít khổ ít, mà thọ nhiều khổ nhiều. Đây là trên bước đường. Cái thứ ba là gì? Trên đời này ta hay chấp. Có người đó họ hứa với ta cái gì đó, rồi bây giờ họ thay đổi đi, ta khổ, phải không? Ta nói nó hứa với tôi mà bây giờ nó không giữ lời. Nó hứa với tôi mà nó không giữ lời, tức. Đây có vị nào bị như vậy không? Đức Phật nói là tâm vô thường. Tâm vô thường. Nó vô thường là tại sao vậy? Cái khi mà nó hứa với ta, nó cho mượn tiền á, là khi đó phước chúng ta có. Tên là phước chúng ta có, nó nghĩ rằng nó cho chúng ta mượn tiền rồi chúng ta sẽ trả được. Nhưng mà bây giờ cái phước chúng ta hết rồi, nó nhìn nó thấy chúng ta, nó nghĩ cho chúng ta mượn là không bao giờ ta trả được nó nữa. Cho nên nó không cho mượn là đây đương nhiên là phải không? Đấy, nó không cho mượn. Hồi nãy đó thì nó thương ta, cho nên nó nghĩ nó cho ta mượn, mà lúc đó ta chưa mượn. Bây giờ nó không thương chúng ta nữa, tâm nó thay đổi rồi. Nhưng mà ta tới ta mượn nó, làm sao nó cho, phải không? Tâm vô thường, cho nên luôn luôn thay đổi. Thì mình coi như thay đổi này một cái sự đương nhiên. Nó buồn chuyện này. Thế nên tâm con người là thay đổi, cho nên họ muốn thay đổi thế nào thì kệ họ. Ta không bận tâm trong chuyện này. Pháp vô ngã. Tên là pháp vô ngã, có nghĩa là cái thân này là do tứ đại ngũ quẩn hợp lại mà có. Khi tứ đại ngũ quẩn ly tán thì cái này mất, thân này ta không có. Cho nên nó là vô ngã, nó không thiệt. Cho nên cái này chúng ta trở lại là trụ ở trong cái pháp không để được giải thoát. Đây là pháp tiểu thừa, pháp của thinh văn mà Đức Phật dạy tất cả những con người ở trên cuộc đời này đó, đau khổ muốn cầu ra khỏi cái sanh tử luân hồi là phải thực tập cái này. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Cái người cầu xe dê mà ra khỏi sanh tử, phải không? Ra khỏi nhà lửa. Người cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa này, tức là xe dê là một cái chiếc xe nhỏ đi một mình thôi. Cho nên
tất cả mọi cái xảy ra chung quanh chúng ta, chúng ta không bận tâm nữa, chỉ giữ có chữ không thôi. Cho nên trong lòng chúng ta chỉ có chữ không thôi, không có gì vướng bận hết. Cho nên chúng ta chung ra khỏi nhà lửa được, đi tới bãi đất trống, tức là đi tới Niết Bàn. Cái này là Kinh Pháp Hoa dạy đó. Thế như vậy đó, là cái Pháp Thinh Văn là dạy cho những người đa nghiệp chướng. Cho nên khi tới chùa tu thì chúng ta cắt bỏ hết tất cả những cái này, mà chúng ta chỉ có một cái siêng năng công quả, siêng năng tụng niệm lễ bái, siêng năng nghe Pháp, lấy cái Pháp Đức Phật đó mà nuôi cái sinh mạng của chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ đó, có vô số phương tiện, mà cái phương tiện này đó, là Đức Phật dạy cho những người đa nghiệp chướng. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó, ai cũng có thể thực tập cái này, và ai cũng có thể được giải thoát, ai cũng có thể ra khỏi sinh tử hết. Đây là cái người mà thấp nhất ở trên cuộc đời. Còn cái hàng Duyên Giác, cái hàng Bồ Tát đó, thì chúng ta tính sao? Nó cao hơn bước. Thôi Chủ Nhật tới rồi chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này và chúng sanh